Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình quay lại cảnh mình gửi hàng cho các bác là không có một số phần tử xấu. Chúng nói rằng là mình câu view câu like không bán hàng. Đấy. Đây số cân số lượng đây. Đấy, 12 cân 7 đây. Đấy nhá. Đấy. Đấy. Đây. Đúng rồi. Xin được chia số điện thoại nhá. Xã Tri Tân, Khói Châu, Hưng Yên nhé. Xin được che số điện thoại. Hàng điện tử này. Đó nhá. Hàng dễ vỡ. Đây đây, chèn sốt cho các bác đây. Đây là của bác ở Gia Vua mạch vàng ché chị ạ. Đây vua mạch vàng ché của bác đây. Đấy. Em không còn cơ hội với anh. Đấy, chèn sốt rất kỹ lưỡng, cẩn thận cho các bác nhé. Đó. Đó. Đây dưới này một cái nữa nhá. Đấy, cái này cũng của mình. Sáng nay mình gửi hai đơn hàng. Cái này cũng mình cũng lại xin được che số điện thoại nhá. Đây. Cái này của ông ông Cao Hùng Việt, số nhà 2167 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhá. Đấy, xin được che số điện thoại. Đấy, hàng điện tử xin nhận tay này. Đấy. Hàng dễ vỡ, đó là những cái mình ghi vào đó. Đây hàng của ông đây. Hàng của ông. Đây qua đi rồi đây, Toremi đây. Đây là con gọi nó là con voi bản đôn của ông đây nhá. Đấy. Con voi bản đôn này công suất khỏe lắm. Mà con voi này đã được thuần hóa rồi mọi người ạ. Đấy, chứ con voi mà chưa được thuần hóa nó vẫn còn có cái gọi là thú tính ấy thì mình không dám giao cho mọi người. Sẽ đến khi mà mọi người mà sử dụng nó là nó cắn cho họ. Đấy, thế nên con này ấy, thì mình đã thuần hóa rồi. Đấy. Voi bản đôn đã được thuần hóa nhá. Đấy. Đấy, sáng nay buổi sáng nay mình giao hai đơn hàng. Đấy, xong chiều về thì mình mới lại làm tiếp. Mình chia sẻ với mọi người rồi mà. Mỗi một ngày là mình chỉ làm được có một con thôi. Đấy, thế nên là mong tất cả mọi người mà có nhu cầu về audio ấy, chất lượng ấy thì hãy thông cảm cho mình nhá. Đấy, thì từ sẽ đến lượt đúng không nào. Đấy, quan trọng là coi như thế là mọi người cứ thiện chí đợi mình đúng không nào. Thế còn nhanh thì nó thật với mọi người ấy, ở những cái nhà thổ ấy hay là phố đèn đỏ ấy thì nó có cái ghi chú ở đấy tàu nhanh và tàu chậm. Đó. Mà thực tế ra thì tàu nhanh thì bao giờ cũng không hay rồi đúng không nào. Đấy, thế nên là mọi người mà cứ cố gắng đợi chờ mình được thì đúng không, thì nó có những cái sản phẩm nó ưng ý đến hầu hạ mọi người mà, thì mọi người chỉ có ưng cái bụng thôi. Thôi thì mình cũng xin gửi lời chúc nhá, con chúc ông Cao Hùng Việt ở số nhà 2167 thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Con kính chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chúc toàn thể tất cả những người đã đăng ký kênh và chuẩn bị đăng ký kênh của mình có thật nhiều sức khỏe. Dạ, kính thưa các bác ạ. Đấy. Cụ Cao Bá Quát có nói rằng có bao năm 36.000 ngày ấy. Cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Thôi công đâu mà chuốc lấy sự đời. Tiêu khiển một vài chúng liếu láo. Đấy. Cả một đời ấy chỉ lấy rượu làm chi kỷ, nay thêm cái âm ly của mình nhá. Đấy, thế thì cứ tạm dịch ra thôi thì cứ đời là mấy tí các bác nhỉ. Đấy, rồi cứ làm cái âm ly và chơi đúng không nào. Đấy. Vung gươm chém nước này, nước chảy xiết, nâng chén tiêu sầu lệ lại rơi, thì chỉ còn có mỗi âm ly là xoa đi được cái nỗi buồn của cái cuộc đời này, có phải không mọi người? Thôi nhá, thế mình dừng clip để mình làm thủ tục gửi cho các bác nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chào thân ái.